Nếu bạn có ý định mua smartphone trong tầm giá 6,9 triệu thì Bphone 3 chính là một lựa chọn rất tốt. Bạn có thể tham khảo tại website bphone.vn. Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại với một vlog điện thoại nho nhỏ. Và ở trong cái vlog này thì mình sẽ nói về cái quan điểm sử dụng điện thoại tương đối khác người của mình. Vlog tất nhiên sẽ là cái video mà nó mang tính chất cá nhân của mình nhiều. Và video này thì hoàn toàn không áp đặt cho bất kỳ một bạn nào cả. Và cái video này cũng không khuyên các bạn là phải sử dụng điện thoại giống mình. Đấy, nó chỉ là một cái video đưa ra cái quan điểm sử dụng điện thoại của mình thôi. Và nếu mà những bạn khác ý, mà các bạn sử dụng điện thoại nó khác mình, thì các bạn có thể để lại comment ở phía dưới video này với cái tinh thần là đóng góp xây dựng tích cực. Đấy, chứ không mang tính chất tiêu cực, bởi vì là mình rất là muốn nhận được những cái góp ý của các bạn ở phía dưới video này để các bạn khác cũng xem vào đó để mà xem là chúng ta sử dụng điện thoại như nào. Đấy, tại sao mình lại nói là cái việc sử dụng điện thoại của mình nó tương đối khác người bình thường thì mình cũng sẽ nói luôn đây. Đầu tiên là về vấn đề sạc pin. Thì mình luôn luôn sạc pin qua đêm và thích sạc lúc nào thì sạc lúc đấy. Tại sao mình lại hay sạc pin qua đêm? Bởi vì là mình muốn là bất kỳ khi nào khi mình dậy đi làm ý, buổi sáng ra khi mình dậy đi làm, mình rút sạc pin ra, điện thoại lúc đấy của mình nó phải đầy pin. Đấy, với cả thứ hai nữa là ví dụ như là mình thấy là cái điện thoại này của mình chẳng hạn nó còn khoảng 30% pin, ngay lập tức mình cắm sạc vào luôn, không cần phải để ý gì cả. Hoặc là ví dụ như mình đang chuẩn bị đi đâu đấy khoảng một thời gian nó rất là dài, nó khoảng 6-7 tiếng chẳng hạn. Đấy, ví dụ như là bay máy bay nước ngoài, đi ra nước ngoài chẳng hạn khoảng 6-7 tiếng này, hoặc là mình đi tàu này, hoặc là mình về quê vợ này, về Hà Tĩnh chẳng hạn 6-7 tiếng hồ, ngay lập tức kể cả điện thoại còn 80% pin, mình cũng cắm sạc luôn. Đấy, để cho nó yên tâm. Đấy, và mình thấy là cái việc làm này của mình gần như là nó không ảnh hưởng quá nhiều đến pin. Ví dụ như là mình sử dụng cái chiếc iPhone 7 giờ khoảng 1.5 năm mà nó mới chai có khoảng 7 hay là 8% pin gì đó. Có thể là các bạn dùng, các bạn giữ gìn hơn mình, các bạn không sạc pin qua đêm, hoặc là các bạn sạc theo đúng cái cách mà nhiều reviewer khác nói trên mạng, các bạn có thể tiết kiệm hơn mình. Ví dụ như 1.5 năm các bạn chai khoảng 5% pin, nghĩa là tiết kiệm hơn mình khoảng 3% pin. Đấy, thì cái điều đấy để làm cái gì? Đấy, thì mình thấy là cái điều đấy nó chẳng giải quyết vấn đề gì cả. Đấy, bây giờ pin nó chai thì chúng ta thay cái pin khác thôi. Đấy, nên mình không bao giờ phải để ý đến việc là pin như thế nào. Và mình quan điểm đấy là điện thoại là phải để phục vụ mình, chứ không phải là lúc nào cũng phải kè kè chăm sóc cho nó, rồi là sạc pin thế nào cho đúng, như thế nó rất là khổ. Đấy, đi sử dụng điện thoại thế thì nó khổ lắm. Đấy, nên chính vì thế nên là mình không sử dụng như vậy. Tiếp theo nữa nè, mình thường là không bao giờ dán kính cường lực cho điện thoại. Đấy là cái quan điểm ngày xưa của mình. Đấy, bởi vì là mình thấy là rất nhiều những cái chiếc điện thoại mình không dán kính cường lực nhưng mà dùng nó có vỡ đâu. Nên là chính vì thế nên mình chẳng phải bỏ ra mấy chục nghìn làm gì để mà dán một cái kính cường lực làm gì cả cho nó phí ra. Đấy, và thậm chí đến tận bây giờ mình còn không dán màn hình cho điện thoại. Đây các bạn nhìn nhá, Galaxy Note 9 là một cái chiếc điện thoại rất là đắt tiền của mình, nhưng mình không dán một tí nào, màn hình sức đầy đấy rồi. Đấy, mình chẳng dán tí nào. Tại sao mình lại không dán màn hình cho điện thoại? Bởi vì tự nhiên sau một cái câu nói của một người bạn khiến cho mình không dán. Đấy là người ta bảo là mày dán làm cái gì? Để mày muốn sau này mày bán cái điện thoại của mày đi để giữ giá đúng không? Đấy, thế thì bây giờ mày dán điện thoại thì cái điện thoại của mày nó mới mẻ, nó đẹp đẽ, thì sau này bán cho thằng khác nó dùng thì nó hưởng hết. Mày đã được hưởng tí nào ở trên màn hình đâu? Đấy, bây giờ cứ để trần này có phải là mình được hưởng không? Thế mình mua điện thoại về để mình hưởng cơ mà. Thế tại sao mình phải dán vào để sau này bán giữ giá, tiết kiệm được, giữ được khoảng bao tiền, giữ được khoảng kể cả 1 triệu đi. Đấy, nhưng mà sau này cái người sau khi người ta mua lại, người ta hưởng hết những cái đẹp đẽ nhất của điện thoại rồi. Còn mình thì mình mua về mình cứ giữ khư khư nó, nâng như những trứng hứng như hoa, thế cuối cùng là mình lại chẳng hưởng thụ nó. Đấy, nên chính vì thế là mình cũng không dán cường lực. Đấy, thậm chí bây giờ không dán màn hình. Các bạn thấy là Galaxy Note 9 là một chiếc điện thoại màn hình cong, nó cũng là một chiếc điện thoại có xác suất xảy ra vỡ rất cao. Đấy, nhưng mình dùng nó có vỡ đâu. Các bạn để ý nhá, nhà mình là còn có con nhỏ, mình còn đưa điện thoại cho con mình cơ. Cái con mình nó bé tí, nó quăng quật thoải mái luôn. Note 9 nó chẳng vỡ, thậm chí là không có một cái vết sứt sẹo gì ở trên màn hình luôn ấy, chứ chưa nói gì đến chuyện là vỡ toác màn hình ra đâu. Đấy, nhưng mà mình khuyên các bạn là khuyên như này, đấy là khuyên các bạn nên dùng cái ốp lưng. Đấy, thực ra là nếu mà con Note 9 này không ốp lưng thì chắc là mình chẳng mua đâu. Đấy, nhưng mà ốp lưng này là nó đi kèm sẵn theo máy nên là mình mới ốp luôn mà thôi. Đấy, thì cái việc
cái việc mà sử dụng thêm cái ốp lưng này thì nó sẽ giảm va đập tốt hơn là thay vì việc chúng ta dán một cái kính cường lực lên đây. Đấy. Tiếp theo nữa, như các bạn đã biết ý, ngoài Galaxy Note 9 ra thì mình còn sử dụng thêm iPhone 7. Nên iPhone 7 mình không sơ được vì iPhone 7 đang thu âm cho các bạn đây này. Đấy, thì đối với cả iPhone 7 hay là bất kỳ các cái sản phẩm iPhone nào từ trước nay mình sử dụng, đấy là không bao giờ mình tắt ứng dụng chạy ngầm ở trên iPhone. Bởi vì là mình muốn là bất kỳ những cái ứng dụng nào mình đang sử dụng, mình muốn bật nó lên phát là nó phải lên luôn, nó không phải lốt lại từ đầu. Đấy, mình không cần quan trọng xem là điện thoại nó có lag và giật hay không. Bởi vì là mình sử dụng, mình không tắt ứng dụng chạy ngầm trên iPhone, mình cũng chẳng thấy nó lag và giật đi. Mấy cả mình tắt đi thì mình cũng chẳng thấy là nó nhanh hơn là mấy. Nên là mình cuối cùng mình chẳng tắt. Để mình muốn là bất kỳ khi nào mình gọi ứng dụng này là à mày dậy ngay, là nó phải dậy luôn cho mình, để nó phải thao tác lại luôn cho mình, thay vì việc là bật đi lên nó phải khởi động lại từ đầu. Đấy là không bao giờ mình tắt ứng dụng chạy ngầm ở trên iPhone. Còn đối với cả Android ấy, thì ngày trước mình có cái thói quen là tắt ứng dụng chạy ngầm trên các sản phẩm Android. Nhưng mà đối với cái thời điểm đấy là những sản phẩm Android mình sử dụng là những sản phẩm mà nó có cấu hình nó tương đối thấp. Chứ còn từ khi mình sử dụng Note 9 thì mình cũng đã quên mất cái thói quen đấy rồi. Nghĩa là gần như là mình cũng không bao giờ tắt ứng dụng chạy ngầm trên Galaxy Note 9 luôn. Đấy, và cũng chẳng có cái tình trạng là sau một tháng hay là sau bao lâu đó mình phải khởi động lại máy. Nghĩa là chưa bao giờ mình phải khởi động lại máy đối với Galaxy Note 9. Mình chỉ có hết pin thế xong rồi phải khởi động lại lên thôi, thế chưa bao giờ tự khởi động lại cả. Tiếp theo nữa là mình quan điểm đấy là smartphone phải là cái mà nó phục vụ mình. Mình không bao giờ tiết kiệm pin đối với cả smartphone cả. Đấy, ví dụ như là iPhone 7 của mình là một cái chiếc điện thoại pin tương đối yếu, mình cũng chẳng bao giờ tiết kiệm pin. Hay là đối với cả cái chiếc Galaxy Note 9 đi, đành ra thì pin của nó đã trâu rồi, nhưng mình cũng chẳng bao giờ tiết kiệm. Ví dụ nhá, mình luôn luôn sử dụng cảm biến mống mắt lẫn nhận diện khuôn mặt để mở khóa cho nó nhanh hơn, mặc dù mình hoàn toàn có thể lựa chọn một trong hai để nó tiết kiệm pin hơn. Đấy. Thứ hai nữa là Samsung Galaxy Note 9 nó có chế độ là biến cái màn hình này từ 2K biến xuống còn Full HD. Đấy, nhưng mình luôn luôn để màn hình 2K để xem cho nó sắc nét. Mình cần gì phải tiết kiệm pin hơn là mấy đâu, để mình có một cái trải nghiệm nó kém hơn, xem màn hình 2K nó chả sướng hơn à, đúng nào? Chính vì thế nên là tất cả những cái gì, những cái tính năng gì mà hay nhất ở trên smartphone mình đều bật lên hết. Đấy, ví dụ như là những cái tính năng như lật úp xuống này để mà tắt tiếng khi có ai gọi điện đến này, rồi là những cái tính năng cử chỉ khác ấy, mình sử dụng hết, bật hết lên. Đấy, rồi là nút nguồn để mà kết thúc cuộc gọi này, rồi là báo rung khi mà người kia nhận được cuộc gọi mình bật sạch lên. Bởi vì mình quan điểm đấy là smartphone là phải là cái để phục vụ mình. Tiếp theo nữa là Bluetooth mình luôn luôn bật 24/24 giờ luôn. Ví dụ như iPhone 7 này, mình luôn luôn kết nối với cả cái Apple Watch. Đây, các bạn có thể thấy là Apple Watch của mình này, đấy, đây thu âm nó còn hiển thị lên trên Apple Watch luôn này. Đấy, rồi là cái Galaxy Note 9 này mình luôn luôn kết nối với Mi Band, nghĩa là Bluetooth bật 24/24. Đấy, đối với cả con Galaxy Note 9 nữa cơ, mình còn kết nối với cả một cái bộ tai nghe Gear Iconic nữa cơ. Đấy, thì đấy là những cái mà mình luôn luôn bật. Đấy là còn chưa kể nhá, GPS cũng luôn luôn bật để cho bất kỳ khi nào vào ứng dụng Grab, bất kỳ khi nào vào ứng dụng tra bản đồ thì cũng có luôn vị trí. Ở trong smartphone có một cái tính năng rất là hay, đấy là tính năng đồng bộ hóa. Đồng bộ hóa thì chúng ta có thể đồng bộ lên Google Drive, chúng ta có thể đồng bộ ảnh những thứ. Nhưng mình thấy rất nhiều bạn tắt cái tính năng đồng bộ hóa này đi để cho nó tiết kiệm dung lượng hơn này, để cho nó tiết kiệm pin hơn. Nhưng mình bật tất. Bởi vì sao? Bởi vì cái việc đồng bộ hóa nó rất là quan trọng. Các bạn tưởng tượng là bây giờ nhá, khi mình chụp ảnh xong ấy, nó đồng bộ hóa luôn lên trên đám mây, lên trên Google ảnh, thì để nhỡ đâu cái điện thoại này của mình nó bị mất này, hoặc là nhỡ đâu cái điện thoại này của mình nó bị hỏng, thì mình vẫn còn ảnh. Đấy mới là cái giá trị mà mình cần, chứ không phải là cần những cái lo xa khác. Có một số người bạn của mình và người thân của mình sau khi hỏng điện thoại thì gọi điện cho mình bảo là bây giờ có cách nào để cứu được hay không. Đấy thì chẳng có cách nào cả, khi mà ổ cứng, phần cứng mà nó đã chết hẳn rồi thì chẳng có cách nào để cứu lại cả. Đấy, chỉ có cái đáng tiếc và đáng trách đấy là ngày xưa không đồng bộ hóa lên trên Google, hoặc là không đồng bộ hóa lên trên các đám mây, để bây giờ hỏng điện thoại thì chẳng còn ảnh nào cả và mất hết toàn bộ ảnh của con cái. Như thế là một cái điều mà mình thấy là nó rất là lãng phí. Đấy, rồi là NFC mình cũng bật liên tục để mà có các cái giao dịch thanh toán các thứ, có phải nó dễ dàng hay không. Đấy, có thêm một cái này nữa này. Đấy là khi mà mình ra đường nhá, thì cái con Galaxy Note 9 này là auto bật wifi để phát cho con iPhone 7. Bởi vì là cái wifi này của mình ấy thì cái 4G này của mình thì mình dùng được là 4GB trên một ngày cơ. Mình dùng khá là rẻ thôi, mình mua những gói cả năm ấy, có khoảng 150.000
dùng cả một tháng luôn, tháng nào được 4GB. Và mình cũng chia sẻ luôn, đấy là cái 3G của mình. Mình cũng luôn luôn bật luôn, luôn luôn bật 3G song song cùng với cả Wi-Fi, để bất kỳ khi nào Wi-Fi mà có một cái vấn đề gì đấy thì nó sẽ có 3G ấy luôn. Bởi vì các bạn tưởng tượng bây giờ nhé, nếu bây giờ có một cái máy điện thoại mới về chẳng hạn, mà nhỡ đâu cái Wi-Fi của mình có vấn đề, mình không bật cái chế độ 3G lên ý, mà có máy mới về, người ta nhắn tin vào Viber này, nhắn tin vào Zalo hay là nhắn tin vào Messenger, mình không nhận được. Ô, như thế là mình nhỡ mất một cái máy mới về rồi. Và cái việc nhỡ đấy thì nó sẽ làm nhỡ mất rất nhiều cơ hội của mình. Đấy, chính vì thế nên là thà mình mất thêm có vài ba nghìn trên một ngày đấy, ví dụ như là 150 một tháng với 3G 4G thì mất thêm vài ba nghìn một ngày chẳng hạn, đấy 3-5 nghìn một ngày thì chúng ta đỡ mất những cái tin nhắn quan trọng. Đấy, đặc biệt là mình ấy thì mình lại còn chơi chứng khoán này, mình còn chơi cả coin nữa cơ. Đấy nên là chính vì thế bây giờ mà nhỡ mất một phút mạng thôi là cũng đã rất là ảnh hưởng đến việc mình chơi chứng khoán hay là chơi coin các thứ rồi. Đấy là cái riêng tư nhá, nhưng mà mình ấy thì mình thấy là như thế này. Đấy là điện thoại là cái thứ mà để nó sinh ra phục vụ mình, nên là mình cứ sử dụng thoải mái nó đi, đừng có lo lắng làm cái gì cả. Đấy, còn lại thì đừng có suy nghĩ là chúng ta phải bảo vệ như nào, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Đấy, chúng ta cứ sử dụng thoải mái, vì quan điểm đấy là nó phải phục vụ mình, chứ đừng để mình phải phục vụ nó. Còn các bạn thì cái cách sử dụng điện thoại của các bạn như thế nào, cũng như là cái quan điểm sử dụng điện thoại của bạn ra sao, các bạn có thể góp ý ở phía dưới video này để xem là cái cách sử dụng điện thoại của bạn nó có giống của mình hay không. Đấy, rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.